Vâng, xin chào toàn thể anh em đam mê âm thanh. Thì ngày hôm nay Hưng tiếp tục mang trở lại cho anh em một cái video về một dòng dây tín hiệu AV ca lông đực cái các loại, để cho anh em có một sự lựa chọn nâng cấp cho bộ dàn audio nhà mình. Thì mấy hôm nay thì Hưng cũng không ra video được, bởi vì bận làm một số công việc gọi là mang đến cho anh em những cái bộ dây. Thì ngày hôm nay có chút thời gian thì mang đến cho anh em những cái bộ dây như thế này. Đấy, để cho anh em sử dụng rất là chất lượng. Đấy, dây nhật bãi quý vị nhá, dây nhật bãi cực kỳ là đảm bảo về chất lượng tín hiệu cho anh em chơi. Đấy, làm được rất là nhiều. Đấy, thì công các con rắc thì luôn luôn đảm bảo cho anh em về độ chắc chắn. Đây là những bộ AV và những bộ ca lông đực cái. Đấy, Hưng thi công từ hôm qua, hôm nay mới mang đến cho anh em được. Đều là dây của Hitachi quý vị nhá. Đây, ở trên dây có Hitachi đầy đủ đây, anh em có thể nắm bắt đây. Đấy, đều có chữ Hitachi nhá. Trên dây đều có mã các thứ của dây đàng hoàng. Đấy, ngoài cái màu đen này ra thì Hưng còn có những bộ màu xám. Những bộ màu xám như thế này. Đấy, các bộ màu xám ca lông đực cái như thế này quý vị nhá. Đấy, để anh em tùy lựa chọn. Giá thì nó bằng nhau thôi quý vị nhá. Giá thì đều có giá là 220.000 cho một bộ dài 1 mét. Ngoài ra anh em cần chiều dài khác thì bảo trực tiếp Hưng, Hưng sẽ làm theo cái yêu cầu của anh em, cái nhu cầu của anh em cần. Đấy, ngoài ra có cả màu trắng nhá, có cả màu trắng để cho anh em sử dụng. Đấy, bản màu trắng thì Hưng đã giới thiệu cho anh em rồi, bản màu trắng và màu xám Hưng giới thiệu cho anh em rất lâu rồi. Đấy, thì ngày hôm nay Hưng sẽ cho anh em xem về con lõi của cái bản màu đen mà ngày hôm nay Hưng mới mang đến cho quý vị nhá. Đấy, rất là nhiều bản, có cả bản màu đen này, đây, bản màu đen lì này, bản này nó nhìn nó không bóng như thằng này quý vị nhá, quý vị để ý mà xem, hai thằng vỏ dây nhìn nó khác nhau, nhưng mà về chất lượng thì nó tương đương nhau quý vị nhá, thế nên là anh em không cứ vội yên tâm, không cần phải lo lắng một điều gì hết, thì Hưng sẽ cho quý vị xem về con lõi của nó. Muốn có một dây tín hiệu audio chất lượng thì chúng ta phải xem con lõi, đấy, cũng như là con rắc thì rắc cực kỳ đảm bảo cho quý vị cắm rút rất là êm ái và chắc chắn nhá. Đấy, con rắc thì Hưng không cần phải giới thiệu rồi, rắc Hitachi rất đảm bảo. Đây, Hưng sẽ rạch nó ra cho quý vị xem. Đấy, đây quý vị thể thấy bên trong của dây này. Đấy, quý vị thể thấy là từ cái mối hàn thôi nhá, từ mối hàn Hưng sử dụng cũng là thiếc Nhật, thiếc có tỷ lệ bạc rất là cao. Đấy, thế nên quý vị thấy là cái mối hàn nó rất là bóng này. Đấy, rất là bóng luôn, không như các cái thiếc của Việt Nam. Đấy, hàn nó nhiều chì, nhìn nó sọc, nhìn nó đen. Đấy, thế nên là những cái thiếc như thế thì nó sẽ gây ra cản trở cho cái việc tiếp xúc giữa lõi dây và cái đầu rắc. Đấy, rất là ngay từ thiếc cũng phải đảm bảo quý vị nhá. Và ở đây là một loại dây Hitachi gồm nhiều lõi, 4 lõi thì phải. Đấy, con này 4 lõi thì phải. Và được Hưng tiếp cả mát. Đấy, dùng hai lõi tiếp mát và hai lõi này là Hưng tiếp dương. Đấy, phù hợp để cho anh em sử dụng, cho chất âm nó sắc nét, nó không bị có đuôi, các cái giải âm nó không bị có đuôi. Đấy, và đặc biệt cái chất lượng đồng của cái thằng Hitachi này thì từ trước đến nay anh em đều biết là cái chất lượng đồng của Hitachi được xử lý rất là đảm bảo về cái độ nhẵn mịn cũng như là cái lớp đồng được phủ mạ bạc, thế nên là chất âm nó được truyền, cái tín hiệu âm thanh nó được truyền đi rất là nhanh. À, cái tốc độ với cái tốc độ rất là nhanh so với các loại đồng thông thường, những loại đồng kém chất lượng, thì cái loại đồng mạ bạc này cho chất lượng tín hiệu âm thanh nó chạy rất là nhanh, và cái lớp xử lý đồng nó được mịn màng thì nó sẽ gây ra cái cảm giác, giúp anh em có cảm giác đó là anh em không bị méo tiếng, các giải âm của anh em sẽ không bị méo tiếng và giải âm của anh em sẽ không bị gọi là thừa đuôi hay sột soạt khi sử dụng. Đấy, thế nên là cái chất lượng của dây Hitachi thì được khẳng định trên thị trường rồi, được rất nhiều anh em yêu mến và sử dụng, tin tưởng những loại dây tín hiệu của Hitachi rất là sắc nét, không bị thừa đuôi. Anh em nào đang cần thì liên hệ cho Hưng qua số điện thoại 0963411622. Đấy, những bộ AV như thế này chỉ có giá là 220.000 cho một bộ dài 1 mét quý vị nhé, 220.000 cho một bộ dài 1 mét. Ngoài ra quý vị cần một đầu cái này, một đầu da AV cũng có, hoặc là một đầu đực, một đầu da AV cũng có, hoặc là bộ ca lông. Đấy, Hưng làm được hết, Hưng thi công cho anh em tùy vào nhu cầu của anh em cần.
Hưng sẽ thi công tất cả những loại dây, ví dụ như là 6 ly da V này, rắc 6 ly da V này, hoặc là cái da V, đực da V, bộ ca lông đực cái, hoặc là bộ AV. Đấy, Hưng đều có thể là thi công để giúp anh em có những cái bộ dây tín hiệu âm thanh nó phù hợp với cả cái bộ dàn nhà mình. Đấy, anh em chỉ cần liên hệ trực tiếp cho Hưng qua số điện thoại 0963411622. Hưng sẽ trao đổi trực tiếp và giúp anh em có những bộ dây tín hiệu chất lượng nhất và giá cả rất là phù hợp. Giá chỉ có 220.000 một bộ quý vị nhá, dài 1 mét. Anh em cần chiều dài khác liên hệ trực tiếp đến Hưng. 220.000 một bộ thì quý vị cộng thêm mấy 30.000 tiền ship. Đấy, thì Hưng sẽ bao ship cho quý vị hoàn toàn. Quý vị chỉ việc thanh toán và nhận hàng. Đấy, kiểm tra hàng đúng quy trình quý vị nhá. Quý vị kiểm tra rồi mới nhận hàng nhá. Đúng dây của Hitachi thì quý vị nhận. Đấy, đảm bảo cho quý vị. Ngoài màu đen thì có những màu xám, màu trắng. Đấy, rất nhiều màu khác nhau để anh em lựa chọn. Giá thì nó tương đương nhau, chất lượng tương đương nhau. Quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Hưng luôn mang đến cho anh em đó là chữ tín. Đấy, anh em đảm bảo về chất lượng. Anh em dùng mà không thấy ngon so với các dây mà anh em đang dùng thì anh em có thể là gửi lại cho Hưng. Hưng hoàn toàn nhận lại và hoàn tiền cho anh em. Và video thì Hưng sẽ kết thúc ở đây. Rất mong anh em ủng hộ những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Đấy, anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ngay. Thường xuyên cập nhật được những cái video mới nhất như thế này của Hưng nhá. Ngoài ra anh em ấn like và chia sẻ để nhiều người anh em biết đến những món sản phẩm chất lượng và tốt như này hơn. Xin cảm ơn anh em đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.